bạn đến với môn học Bootstrap của Học viện Công nghệ Việt Pro. Ở trong video lần trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách cắt ghép những cái bức ảnh từ trong cái file PSD này ra. Và trong video lần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng giao diện HTML từ những cái bức ảnh các bạn đã cắt được ở trong video lần trước. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị một thư mục có tên là Project Bootstrap. Ở trong này, tôi đã copy hết những file CSS, Form và JS từ file Bootstrap mà chúng ta tải về vào. Tiếp theo nữa, đó là thư mục Image. Trong thư mục Image này của tôi chứa tất cả những cái bức ảnh mà chúng ta cần phải cắt từ trong cái file Photoshop ra. Các bạn tạo thêm một file index.html và trong thư mục CSS các bạn tạo thêm một file index.css để style riêng cho giao diện của chúng ta. Tiếp theo, trong thư mục font, các bạn tải 4 cái font Lato Bold, Lato Italic, Lato Line và Lato Regular này về cho vào thư mục font này. Rồi, đó là toàn bộ phần chúng ta cần chuẩn bị. Bây giờ trước khi bắt tay vào làm thì chúng ta sẽ cùng phân tích cái giao diện của mình một chút. Đây là toàn bộ giao diện của chúng ta thiết kế, nó phải càng giống như thế này thì càng tốt. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn chia giao diện. Tôi sẽ chia giao diện của mình ra làm 3 phần: phần header, phần main và phần footer. Trong khuôn khổ video lần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng giao diện phần header của chúng ta. Đây là toàn bộ phần header. Ở phần header này, tôi sẽ chia nó làm 2 row. Row thứ nhất và row thứ hai. Ở row thứ nhất, tôi sẽ chia nó làm 2 cột. Cột 1 để chứa ảnh logo và cột thứ hai để chứa phần menu của chúng ta. Trong row thứ hai, tôi sẽ chỉ để nó là một cột thôi. Và bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào code. Và trước tiên các bạn phải thêm cho tôi file index.css. Và các bạn lưu ý là file index.css phải được đặt dưới file bootstrap.css. Đây là toàn bộ phần code của tôi. Trước tiên là muốn các hệ thống lưới của Bootstrap hoạt động tốt thì chúng ta phải đặt vào trong một class có tên là container. Còn container max này của tôi là quy định chiều rộng nó là 1020 pixel thôi. Vì đây trong bài của chúng ta, độ rộng của website này nó chỉ là 1220 pixel, các bạn có thể thấy. Mà class container của Bootstrap nó có chiều rộng là 1170 pixel. Cho nên tôi đã thêm một cái class container max. Đây là phần header. Trong phần header tôi chia làm 2 row. Row thứ nhất và row thứ hai. Trong row thứ nhất này có 2 cột. Đây là cột chứa menu và đây là cột chứa ảnh. Và tại sao tôi lại có những cái class như này? Connect S4, Connect M4 và Connect MD7. Bởi vì khi thiết bị của các bạn là thiết bị desktop thì nó sẽ cái cột menu này, cái cột logo này nó sẽ chiếm 7 trên tổng số 12 cột. Khi thiết bị của các bạn là các tablet thì cột menu, cột logo này nó sẽ chiếm 4 trên 12 cột. Và khi thiết bị là thiết bị di động thì nó sẽ chiếm 4 trên 12 cột của Bootstrap. Class logo này là tôi để style riêng cho cái thằng logo của tôi. Tiếp theo là đến phần menu. Cũng tương tự thôi. Và header menu này cũng chỉ là để style riêng. Các bạn lưu ý là các côn MD này, côn MD7 và côn MD5 trong cùng một hàng, trong cùng một cái row như thế này thì tất cả tổng của các côn, như côn MD thì phải bằng 12. Đây, côn MD7, côn MD5, 7 cộng 5 bằng 12 là 12 cột của Bootstrap. Đấy, tương tự 8 và 4. Đây cũng tương tự. Tiếp theo là đến phần row thứ hai.
Note thứ hai này thì nó chỉ chiếm nó chỉ có một cột thôi nên nó sẽ chiếm 12 cột của bootstrap luôn. Và tại sao tôi chỉ để Cone XS mà không để Cone SM hay Cone MD? Bởi vì dù là Cone SM hay Cone MD thì nó cũng chỉ là Cone SM và Cone MD 12 thôi. Và khi các bạn biết Cone XS 12 này, nó đã tối ưu cho thiết bị di động của các bạn, thì cái thiết bị desktop và thiết bị tablet nó sẽ hiển thị tốt. Những class như là Light, White hay Regular đây là những cái class tôi đã set cho nó. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua file set một chút. Việc đầu tiên của set đó là các bạn phải reset lại tất cả các phần tử của set. Đây tôi đã reset lại một cái số cái thuộc tính do tôi đặt thêm. Vì cái class row của Bootstrap nó có marking và padding và tôi không thích vì khi xây dựng giao diện rất có thể sẽ bị vỡ vì những cái marking padding đấy, nên là tôi đã reset nó lại luôn. Tiếp theo các bạn đến cái thuộc tính phông phay. Các bạn còn nhớ lúc nãy tôi bảo các bạn tải 4 cái phông về đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải cho 4 cái phông này vào để sử dụng. Và muốn cho vào để sử dụng thì chúng ta phải thông qua thuộc tính phông phay. Khai báo phông family, ở đây các bạn đặt tên cho phông. Cái tên này các bạn đặt tên gì cũng được, nhưng mà thường thì người ta sẽ đặt giống cái tên phông người ta tải về. Tiếp theo là đường dẫn cái phông đấy. Đây là 4 cái phông tôi thêm. Các class này .bow.line này chỉ là để tôi khai báo phông family của tôi thôi. Đây container mask của tôi. Tôi quy định cho nó chiều rộng chỉ là 1020 pixel. Phần header title. Đây, phần này. Nó có một cái bức ảnh. Đó, đó chính là ảnh nền của nó. Và chúng ta sẽ cùng chạy thử xem kết quả ra như nào. Đây là cái giao diện mà chúng ta thu được. Đấy, khi co về các thiết bị khác này, tablet hay là di động thì nó cũng không bị lỗi vỡ. Cái menu của chúng ta, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một bài là menu responsive để cho nó có thể hiển thị đẹp hơn là những cái việc hiển thị như bây giờ. Đó là toàn bộ giao diện của phần header. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn là xây dựng phần header cho bài tập của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tập thật tốt.